Rồi, vấn đề align thì ví dụ như chúng ta có hai cái hình, có một hình chữ nhật này và có hình tròn này. Rồi thì ví dụ cái này thì cho nó màu màu đỏ đi, cái này thì cho nó màu màu vàng đi. Rồi thì bây giờ thì chọn hết hai hình này luôn đó, sau đó chúng ta có thể align nó này. Những như B, những chữ B thì có nghĩa là bottom á, nó sẽ canh hai này, canh ở dưới, canh ở dưới ha. Đó, sau đó những chữ T là top thì nó sẽ hai này thẳng hàng ở trên nha. Những chữ L là left, L là left của bên trái. Chữ R là right, là bên phải. Những chữ C, chữ C là ngay giữa. Và chữ E là nó ngay tâm luôn. Đó, thì đó là chính là vị trí tương đối giữa hai hình. Hay là lần nữa, ví dụ thì là hình chữ nhật này, hình chữ nhật nhỏ hơn này. Rồi thì cái này thì sẽ cho nó hai màu này, cái này thì cho nó màu này với màu này ha. Không, cái này cho màu xanh đi. Rồi chọn hết hai hình nè, sau đó nhấn chữ P là nó canh bottom ở dưới nè, nhấn chữ T là top ở trên nè, left là canh trái nè, right là canh phải nè, C là canh giữa nè, và E là canh ngay tâm luôn. Đó thì đó là cách canh vị trí tương đối giữa hai hình với nhau ha. Thì đó chính là align. Nếu chúng ta không muốn vào phím tắt thì chúng ta có thể vô object. Object thì nó có cái align and distribute nè, đó thì đó là lệnh của nó nè, cũng vậy thôi. L R T P C E ha, thì đây là chúng ta vô menu lệnh thì vô đây, còn không thì chúng ta dùng phím tắt, cái phím tắt L R B E nè, ở đây nè, thì đó chính là align. Align có nghĩa là sắp xếp giữa các đối tượng với nhau. Rồi, đó là vấn đề thứ nhất là align. Vấn đề thứ hai là shape tool, phím tắt nó là F10, phím tắt nó là F10. Ví dụ như là shape tool, công cụ nó là đây nè, shape tool là ở đây nè. Thôi bây giờ chúng ta xong cho thầy cái phần phần này trước đi. Rồi chúng ta làm cho thầy phần online đi, sau đó chúng ta quay bài tập, sau đó chúng ta quay về cái shape tool này sau. Rồi,